Đây có người đã ra về sớm này, đây nhanh không? Lên thuyền là về luôn. Nhà mình chỉ cần là cục lô cục lô ca. Cho các trẻ con nhỏ là phải vậy thôi, phiền hà lắm. Nó cũng là cạc thì đâu phải vào dễ được đâu. Còn cái này thì còn đang ngồi chơi, chưa gọi gì cả. Về Albert, Albert, Louis. Nào, con vào cái nhà này chơi đó hả? Vào nhà này chơi coi các thú vật ở trong dưới nước là sao. Bãi đậu xe này mình đặt cần đi chuyến nữa chiều, còn mình đi bia đi về. Mỗi đầu người là 10 đô la, là sao mà họ đủ trang trải chi phí này. Chuyến tàu trở đi trở về, người giới thiệu. Nào. Cầu này vừa rồi là cầu kết đây. Thôi Hải Dương có cầu kết, Hải Phòng có cầu kết, cầu quay. Còn đây là gọi là cầu gì? Cũng là cầu kết luôn.